Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn hai ván cờ tuyệt hay. Năm Phương Công Tử lại Lý Huynh đại chiến trên đấu trường Thiên Thiên Cường Kỳ với hai ván cờ phế xe tấn công rất đẹp mắt. Mời các bạn thưởng thức biên bản ván 1 cơ vũ văn cấp độ thần 1.3 phi tường cuộc phế xe kinh hoàng 4 quân đánh 2 xe. Sure. Sure.
草马将军 吃 吃
吃。 吃鸡。 吃。 将军。 破相，卧槽马将军，吃。
将军，是。吃。将军。
将军。将军。吃。吃去。将军。吃。将军。将军。将军。将军。将军。吃。再将。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。再将。吃。将军。
吃。 将军。 将军出击。 Chỉ đến đây Cơ Vũ Văn đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 2 Trần Nhân Phong cấp độ thần 1.2 pháo đầu mã đội phế hết sĩ tượng phòng thủ cực dẻo.破下。
破事。吃。串打。吃。将军。
Tướng quân. Tại chương. Tướng quân. Sure. 将军。 将军。撤军。 撤军。 是。
将军。再将。将军，吃。吃。将军，再将。挂角马，将军。将军。再将。将军，将军。
将军出炮。 将军。 将军出炮。 是。 是。 将军。 再将。 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 是。 将军。 再将。 Về đến đây không còn đường chống đỡ, Trần Nhân Phong đã buông cờ nhận thua. Các bạn vừa thưởng thức hai ván cờ tuyệt hay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.